nước đây. Đó nhìn đây. Đấy. Là xỉn quanh luôn. Đây anh em nhìn này. Cánh thì còn nhưng nó giò. Nó giò những cái đường nước này. Ra này. Đấy nhìn. Chào tất cả các bác nhá. Em là Sô Bông Bánh đây. Hôm nay là chia sẻ anh em là làm cho bác Mô Linh một cái ca người tôi gọi là ca hao nước nhá. Bệnh hao nước và đi thi thoảng thì nổi đèn báo nhiệt của bác khách và hiện tượng là hao nước và nóng máy. Đấy, điều hòa không qua sâu thì em chia sẻ anh em luôn. Hôm nay thứ nhất, qua quá trình kiểm tra cùng với bác khách thì đã kiểm tra một số thứ thì thống nhất lên con này thì hiện tượng là con này là máy người ta đã làm lại rồi nhá, và một số cái người ta làm không đến nơi đến chốn. Thì trước mắt em chia sẻ anh em luôn, đó là hệ thống làm mát. Thì đây em chia sẻ anh em luôn, khi tháo ra hệ thống làm mát và đã phát hiện ra một số thứ như là cái bơm nước này, anh em nhìn đây, nước này, đó nhìn đây. Đấy, là xỉn quanh luôn. Đây anh em nhìn này, cánh thì còn nhưng nó giò, nó giò những cái đường nước này, này. Ra này. Đấy, nhìn anh em nhìn này. Đấy, cái thứ hai là con này không có cái van hàng nhiệt nhá. Van hàng nhiệt nằm đây, như là bác này không, người ta làm máy người ta bỏ cái van hàng nhiệt này rồi nhá. Đấy, và tất cả những cái siêu xước này hỏng hết rồi, các cái cổ nước này hỏng hết rồi nhá. Đấy, cháy quá nhiệt chạy, và những cái đường ống nước này nó giãn hết rồi, nó rộng hết rồi. Đây anh em nhìn này, rộng hết rồi. Đấy, lem nha lem nha, các cái ống này nó hỏng hết rồi, chữa hết rồi. Đây anh em nhìn này. Đấy, và đồng thời cái nguy hiểm nhất đó là cái két sưởi nhá, chia sẻ anh em luôn. Lốc nước đấy, anh em nhìn này. Đấy, nhìn anh em nhìn này, không phải giấu giếm với anh em mình cả. Đấy, bác chủ chắc nào xe của mình anh nhìn anh chắc cũng buồn luôn. Đấy, anh em nhìn nhá, đây là két sưởi. Két sưởi. Và đây, nhân tiện làm két sưởi thì kiểm tra cho bác cái dàn lạnh. Anh em nhìn này, bác cứ bảo điều hòa không mát. Nó là như này đây. Hình như là nó đập đấm ở đây rồi này, rất nguy hiểm nhá. Đấy, đây là một số cái hạng mục nó liên quan đến hệ thống làm mát. Cách trước tiên là mình làm những cái dâu ria ở ngoài đó, chia sẻ anh em luôn. Đó là gì? Bơm nước này, đường ống này, và cái motor quạt này. Đấy, cái quạt gió này. Và đồng thời những cái hệ thống liên quan đến làm mát, nói chung là liên quan đến nước làm mát. Đấy, để cho bác đi đã nhé. Còn nếu bác đi ngon rồi thì ok, coi như là người ta làm máy là ổn. Còn không có thì là phải làm sâu hơn nữa, là liên quan đến phần xi lanh, bít tông và các cái vách nước và các hệ thống nước ở trong mặt cửa lát. Đấy, thì qua con này em chia sẻ cho anh em luôn là bên em làm máy không phải chỉ có làm nguyên con máy. Nhiều bác hỏi giá cả, nếu như những cái này anh em bảo là máy thì cái này có liên quan là máy không. Đấy, những cái này nó là phần phát sinh nhá. Đấy, đây anh em này, là máy này, đôi khi phải sờ đến cả cái mục này luôn. Nó cứ bảo là máy sao hao nước, hao hay không là do anh em thôi. Anh em vào làm cẩn thận thì giá thành nó sẽ tương đối lên một tí, đi nó yên tâm. Nhà em làm chả con nào hao nước cả, làm xong ngon là ngon luôn. Có con nào em bảo luôn là không ổn à, thì phải xác định được vào sâu, làm rất nhiều thứ tốn kém thì mới ngon được. Đấy, thì qua đây chia sẻ anh em vậy về hệ thống làm mát của con Molin nhá. Em làm được đây.